10 loại hoa lan, bán lẻ nó là 2.600.000, nhưng hôm nay ưu đãi chỉ còn 1.800.000 để với yêu cầu là anh chị chuyển khoản sẽ được tặng thêm một chậu hồ điệp rừng. Hôm nay em chia sẻ cho anh chị 10 loại hoa lan, dòng lan đơn thân. Combo này là có 10 hoa lan và giống này hoa rất đẹp. Đầu tiên em chỉ thích anh chị đó là cây hoàng nhãn thông tư, bỏ 3 cây và giống này là sang năm chúng ta trồng là chăm sóc ra hoa rồi. Và một chậu hoàng nhãn thông tư này với giá là 400.000. Tục đó là một về tháng tư này là hoa rất là thơm và nở hoa vào tháng tư tháng năm, chậu này đang bán với giá là 250.000. Đây là một chậu quế tháng 8 và giò 5 cây và dòng này ra hoa vào tháng 8, nhưng mà cây này cây giống giò rễ ra đẹp anh nhỉ. Giò và chậu này đang bán với giá là 400.000. Chậu đuôi sóc và giò đuôi sóc có chậu 3 cây, giò 3 cây này được bán với giá là 250.000. Cây hải yến, lan chậu hải yến này giò 3 cây đang bán với giá là 150.000. Lan đuôi chồn, giò 3 cây, giò đuôi chồn này đang bán với giá là 250.000 một chậu. Đây là lan phượng vị, một giò lan phượng vị 3 cây này đang rễ ra đẹp như này với giá là 150.000. Giò mới thuần bắt đầu rũ rễ, giò 3 cây này được giá bán với giá là 300.000. Giò mokora rất là lớn đã trồng thuần rồi và giò này được bán với giá là 400.000. Tục cuối cùng đó là một giò cẩm báo, cẩm báo này một giò này bán với giá 150.000. Và khi chị có mua 10 thì giò này thì được tặng thêm một giò hồ điệp rừng. Combo 10 loại hoa lan được tặng thêm một giống là 11 giống. Và cái giò này bán lẻ đã đang với giá là 2.600.000 cho tất cả các cái giống lan này. Nhưng hôm nay anh chị mua với đơn hàng combo 10 loại lan này chị bán với giá là 1.800.000 và chuyển khoản. Anh chị chúng ta đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại với để bên em sẽ liên hệ và gửi vào anh chị combo 10 loại hoa lan tặng cho thêm một loại với giá cực kỳ ưu đãi.